được thực hiện từ năm 2002, như vậy sau 14 năm điểm sàn chính thức được khai tử. Nhiều ý kiến cho rằng điều này là phù hợp với xu thế của thế giới, cũng như tiến trình dần trao quyền tự chủ cho các trường đại học, trong đó có tự chủ về tuyển sinh. Đây là một đổi mới thực sự, giao cái quyền tự chủ thực sự cho các trường. Vì cái đặc điểm của mỗi một trường, mỗi vị thế và mỗi một cái nơi đào tạo nó khác nhau. Và cái này cũng rất là thuận lợi, và thuận lợi hơn cho các trường ở vùng miền để mà xác định chính xác cái thực sự cái nhu cầu đào tạo của khu vực. Bộ thì cũng đang trên cái tiến trình là trao cái quyền tự chủ về cho các trường. Thì đây là cái thể hiện mạnh mẽ của cái việc là các trường sẽ tự chủ cái điểm mà xét tuyển của trường mình. Về phía xã hội thì tôi nghĩ là cơ hội cho các thí sinh ấy có lẽ là cũng có thể là tăng lên. Thực tế, bỏ điểm sàn